Vâng, thưa các bạn, như vậy là Samsung đã đi trước Apple một bước quả không sai. Chúng ta đã nghe nhiều về cái Apple AirTag là một cái phụ kiện giúp cho tìm kiếm các vật thể khi bị đánh. Nó như kiểu là Find My iPhone hay là Find My Device trên thiết bị Android ấy. Nhưng chỉ là một cái phụ kiện bé tí thôi. Apple chưa ra mắt, Samsung đã có và mình sẽ cùng trên tay sản phẩm này cùng với chiếc tai nghe Earbud Pro mới nhất đến từ thương hiệu này. Điều đầu tiên thì có lẽ hai phụ kiện này sẽ sớm bán ra ở Việt Nam, thì mình sẽ để link mô tả bên dưới cùng với chương trình đặt hàng trước Galaxy S21 Series tại 7S để các bạn thử nhận được quà tặng cũng như giá bán tốt nhất luôn. Mình sẽ để link anh em nhanh chóng truy cập vào mà xem nhé. Thứ nhất là khi cầm cái sản phẩm Samsung vào thì nó chỉ là một cái miếng nhựa màu đen, nó hình thù nó rất đơn giản đúng không ạ, không gì đặc biệt. Phía trước sau có tên sản phẩm cũng như logo của Samsung và có một cái móc khóa đeo. Thì theo như Samsung chia sẻ, các bạn có thể đeo vào ba lô, đặc biệt là cả thú cưng. Các bạn có thể đeo vào chó, mèo. Mình nếu như mà ngày xưa có cái này mình đã bị không mất con mèo tôm nhà mình rồi. Và nó hoạt động trên phương thức nào? Để các bạn mở lên cái ứng dụng của Samsung, rồi các bạn sẽ connect nó vào. Đáng tiếc là do sản phẩm này mới quá thì những chiếc Galaxy S21 này và phần mềm chưa được update nên mà mình không thể kết nối. Nhưng mà cách cái hoạt động đó là nó sẽ giúp cho chúng ta có định vị, đặc biệt là kể cả trong trường hợp không có internet, bởi vì sản phẩm này không lắp SIM, không có bất kỳ một cái gì. Sau đó nó sẽ dựa vào sự kết nối với các thiết bị Galaxy khác trong phạm vi xung quanh, tức nghĩa là dùng cả thiết bị của những người khác luôn, và để có thể báo về vị trí cho chiếc điện thoại của chúng ta xem là thiết bị đang ở đâu. Nó là một công cụ tuyệt vời khi các bạn để cho con cái mình có, thậm chí là vợ chồng hay thậm chí là rất nhiều những cái thứ khác để biết chính xác người ta đang ở chỗ nào. Đây là một cái mà mình nghĩ phụ kiện quá ngon luôn, chỉ cần một mức giá tốt nó sẽ trở nên phổ biến với tất cả những người dùng Galaxy và bổ sung vào hệ sinh thái của họ. Bây giờ đến với món thứ hai, đó chính là chiếc Buds Pro của Samsung. Tai nghe này thì cái cảm nhận đầu tiên là khi cầm vào cái hộp của nó bóng với cái màu rất đẹp cũng như là ấn tượng. Tuy nhiên rất khó mở bằng một tay, cái hút của nó chặt quá và mình loay hoay mở mà suýt nữa thì làm rơi xuống đất. Nhưng mà quan trọng là khi mở lên, dốc ngược xuống thì cái tai nghe không bị rơi ra ngoài. Khả năng hút nam châm rất ấn tượng, nói chung là nó bù trừ cho nhau để đảm bảo chắc chắn Samsung đã không cho phép mở một cách dễ dàng. Khi đeo tai lên thì mình cảm nhận đó là nó rất nhẹ và cũng như là cực kỳ là gọn, ôm chắc vào tai của chúng ta. Các bạn thấy là cái bề ngoài bên trên thì sẽ làm bóng, nó hơi bám mồ hôi và dấu vân tay. Nhưng mà bên dưới sẽ làm giảm hơi nhám và mềm mại nên đeo vào tai dễ chịu. Tai nghe khi đeo vào một cái lần đầu tiên mình cảm nhận đó là sẽ che toàn bộ các âm thanh xung quanh. Khả năng chống ồn của nó rất là ấn tượng. Samsung nâng cấp rất nhiều về driver cũng như là cải thiện chất lượng âm thanh của sản phẩm này, cũng như là bổ sung thêm các công nghệ để hỗ trợ cho chúng ta mic audio để tăng thêm khả năng đàm thoại và còn vô số những cái khác. Trong cái buổi trải nghiệm này, do cái thiết bị bọn mình kết nối cũng không kết nối được, bởi vì đơn giản là nó chưa được cập nhật phần mềm thiết bị đeo của Samsung. Nó là cái Samsung Wearable ấy ạ. Thì vì vậy nên bọn mình sẽ chưa thể đánh giá về chất âm cũng như các thứ khác. Nhưng mình đang rất kỳ vọng vào mức giá tốt hoặc là đi kèm với pre-order với chiếc Galaxy S21 series thì các bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm và mình tin chắc nó sẽ ngon hơn nhiều so với con Galaxy Buds Lite, thì có thiết kế chủ yếu tập trung vào thời trang chứ còn chất âm, khả năng chống ồn thì không thực sự ngon. Con này mới là chống ồn đỉnh nhất của Samsung từ trước đến giờ. Và anh em đừng quên truy cập vào link bên dưới tại 7S để pre-order sản phẩm này, Galaxy S21 series cũng như các phụ kiện. Mình đang chờ đợi để có được cái sản phẩm tag của Samsung để anh ta test thử khả năng định vị xem có ngon hay không. Và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.